Ayo, Master, let's turn this shit up. Hey, this one goes out to all the conjacking around the world. Hands up now. Lại là con trai cần giơ tay. Con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo hít kia. Bạn bè gọi có mắt riêng, ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ, ngồi việc căng hút trẻ. Hơn 20 tuổi đâu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi ba đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba bão xấu, về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ. Con trai không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc, trừ khi mẫu dây nó thích vừa mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca. Nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại, đến khi cái ngày ông già nó băng nha. Gọi đó là con trai cưng. Chưa từng tự mình đứng vững hai chân. Gọi là con trai cưng. Quan tài ông bà không biết đã ai bưng. God damn it. Con trai cưng. Khắp mọi nơi mà đéo có ai nhận. Thằng sinh ra là con của giám đốc, cũng có thằng ông bà già làm nai lưng. Con trai thích làm đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu. Thích thể hiện để giữ cái thể diện, rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà, coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra. Để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện, trong khi mình nằm viện ba già mày trả tiền. Đủ lớn để làm thì đủ lớn để chịu, mày đủ lớn để học, phải đủ lớn để hiểu. Đủ sức chia tay, có xin tiền thì phải đủ tự trọng, không dùng tiền đó mua sĩ diện. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành cái sở thú. Để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng sẽ không bao giờ đủ. Con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo hít kia. Bạn bè gọi có mặt riêng, ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ, ngồi việc căng hút trẻ. Hơn 20 tuổi đâu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Đó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi ba đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba bão xấu, về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Là con trai cưng ra tay nha. Phải cưng là thật là cưng mới được ra tay nha.